Chào bạn đã trở lại với channel mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi định dạng, chuyển đổi đuôi file audio từ đĩa CD sang MP3 bằng cái phần mềm Windows Media Player trên hệ điều hành Windows 10 có sẵn trên cái hệ điều hành Windows nha các bạn. Rồi, bước đầu tiên thì các bạn bỏ cái đĩa CD vào đó. Thì khi các bạn bỏ đĩa CD hoặc DVD vào thì cái file nó sẽ hiển thị ra trên máy tính. Sau đó các bạn click phải chuột và Open up to play đó. Sau đó các bạn chọn play audio CD, rồi sau đó các bạn phóng to ra đó, các bạn click vào cái góc bên phải hình ba dấu chấm và mũi tên đó. Sau đó nó sẽ hiển thị cái thư viện ra cho các bạn. Đó, các bạn chỉ cần chọn vào cái rip CD là nó có thể nó chạy, nó sẽ chuyển đổi sang MP3 nha các bạn. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể click vào cái phần list để chúng ta có thể đặt tên nha, đặt tên bất kỳ nha. Đó, đó sau các bạn ở đây mình để mặc định nha, cứ để mặc định rồi các bạn rip CD. Thì sau khi bạn rip CD thì cái đĩa nó sẽ bắt đầu chuyển đổi định dạng thành cái file MP3 nha các bạn, như cái track audio đó các bạn. Nó sẽ chuyển đổi thành cái định dạng file MP3. Thì mặc định cái những cái file này nó sẽ nằm ở phần DC, rồi các bạn vào cái phần music nha. Đó. Sau khi nó chạy xong thì các bạn chỉ cần vào cái phần music để chúng ta lấy cái thư mục chúng ta vừa rip. Tất cả những cái file này nó sẽ chuyển đổi thành cái định dạng MP3 nha các bạn. Đó, cách này rất là đơn giản. Thì tại vì cái đĩa CD khi mà các bạn mà không có chuyển đổi thành định dạng MP3 thì các bạn không thể nào mà chép vào cái điện thoại hoặc là những cái phần mềm mà để chúng ta sử dụng thì nó sẽ không có đọc được những cái file như CDA được. Thì vì vậy mà các bạn phải chuyển đổi. Tại vì có những người người ta thích những cái đĩa nhạc hồi xưa các bạn. Tại vì những cái đĩa CD hồi xưa nó là cái đuôi CDA nó sẽ khác. Cho nên là khi mà chúng ta chép vào máy tính hoặc là chép vào những cái điện thoại để chúng ta nghe thì nó sẽ không được. Vì vậy các bạn phải chuyển đuôi. Rồi sau khi nó chuyển đổi xong thì nó sẽ báo cho mình quá trình hoàn thành, các bạn nhớ ok. Đó, các bạn vào phần music thì nó sẽ tất cả những cái track nó sẽ chuyển thành MP3 đó. Sau đó các bạn có thể chép vào điện thoại hoặc là chép vào cứ như cái phần ứng dụng nào các bạn xài. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên, vì lý do bản quyền cho nên mình không thể bật nhạc nha các bạn. Rồi video đến đây cũng đã kết thúc, cảm ơn các bạn.